cái chuyện đó là hôm đó tụi tôi đi nhảy tất cả mọi người đều thuộc bên này, và chỉ có Chip là bị ngược bên này thôi, và không một ai nhảy được bên ngược bên này. Nhưng mà ngày hôm nay rất là may là cái Sơn Ca có thể luyện được bên này. Ok, chứ bữa đó Chip thay đổi luôn. Rồi thôi lại đi ha. Một cái rồi đúng không chị? Một cái thôi, một cái luôn.